Xin kính chào khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Trong chuyên mục xe cũ, xe đã qua sử dụng, ngày hôm nay mình lại xin phép được giới thiệu tới quý vị các bạn một mẫu xe sedan hạng D nữa, đang được trưng bày tại salon Hà Nội Car. Đấy, bên mình hiện tại địa chỉ số 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0G nhập Thái, sản xuất năm 2020, một đời chủ, biển Sài Gòn nha các bạn nhé. Và chiếc xe này nó đã chạy được cỡ khoảng tầm 2,4 vạn và đang được Hà Nội Car chào bán với mức giá là 980 triệu đồng. Một mẫu xe Camry 2020 nhập Thái, chạy 2,4 vạn và với nội thất màu kem, phiên bản 2020 nha các bạn nhé, nhập Thái. Cái phiên bản 2020 này thì nói về cái mức độ chắc chắn và cái độ bền bỉ của nó thì chúng ta không cần phải bàn cãi nữa rồi. Thừa nhận rằng là Camry nói chung là rất là bền bỉ, lành, tiết kiệm, nội thất còn rất là đẹp nhé các bạn nhé. 2020 2022 tức là 2 năm, cứ cho là 2 năm chạy khoảng 2 vạn, hơn 2 vạn một tí, thì mỗi năm chạy 1 vạn quá ít. Đấy, cho nên là nó còn rất là nguyên. Tí nữa thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn một chiếc Camry nữa phiên bản 2.0G mà mình đang có, chạy 1,8 vạn, cũng biển Sài Gòn. Đấy, nhà mình hiện tại đang có 2 con Camry phiên bản 2.0G nhá. Đấy, tổng quan ngoại thất trước cho các bạn xem. Phiên bản nhập Thái này thì form dáng của nó rất là đẹp. Đấy chưa, xe gần như là nó không có lỗi lầm gì luôn. 980 triệu đồng, xe hiện tại thì vẫn hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe nha các bạn nhé. Các bạn chỉ cần có khoảng 300 triệu thôi, 250 triệu thôi. Nếu mà tại Hà Nội thì hồ sơ thủ tục trong ngày luôn. Các bạn ý nhá, những cái khe hở của ba đợt sốc trước, ba đợt sốc sau, những cái cụm đèn này nó còn nguyên la răng còn mới. Bởi vì thực ra thì hơn 2 vạn thì nếu như mà có thì cũng chỉ là những cái bệnh ngoài da rồi các bạn ạ. Còn lại thì tất cả những mẫu xe này các bạn thoải mái check, đấy, test thử rồi check hãng thoải mái nhé các bạn nhé. Đấy, cụm đèn chiếu sáng bi led này. Đấy, những cái khe hở phía đằng trước của phần đèn này, phần cột chữ A này, đấy, cánh cửa trước này, rất là đẹp. Con này thì nó có được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan LED báo rẽ, cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo điểm mù. Đấy, không có camera 360 độ, gương thì tự động chỉnh cập điện, tay mở cửa, cửa nhanh. Các bạn chỉ cần mang chìa khóa bên người thôi là chúng ta có thể mở cửa, không cần phải bấm chìa khóa nữa. Nội thất con này màu kem thì còn rất là mới các bạn nhé. Đừng cửa này. Rồi, con này ghế thì chỉnh điện này, nhiều hướng này, chỉnh độ phồng lưng ghế này. Đấy, nội thất màu kem rất là đẹp. Đối với các dòng Camry thì các bạn biết rồi, một cái mẫu xe sedan hạng D rất là nhiều người ở tại Việt Nam thích, bởi yếu tố là không gian rộng rãi, vận hành êm ái với khối động cơ 2.0 lít kết hợp với hộp số vô cấp. Thế cho nên là vận hành nó rất là êm ái, mượt mà, rất là đẹp. Đây, mình nổ máy cho các bạn xem nhé. Đấy, con này có cả auto hold này, phanh tay điện tử này. Đấy, màn hình cảm ứng kết hợp với DVD. Đấy, con này là 1,8 vạn, còn trong kia là 2,4 vạn. Mình xin lỗi, con này 1,8 vạn này, còn trong nhà là 2,4 vạn. Tí nữa mình sẽ chia sẻ, quay cho các bạn xem. Đấy, với các dòng Camry này thì máy móc rất là bền, nó lành. Nói chung là mua những cái dòng này thì về chỉ việc đi thôi, chỉ việc đi thôi. Con này có cửa sổ trời không nhỉ? Phiên bản này, phiên bản 2.0 này không có cửa sổ trời. Không gian hàng ghế thứ hai rất là rộng. có cửa gió điều hòa này, có cục sạc cho smartphone này. Đấy, bệ tì tay này. Đấy, bệ tì tay trung tâm. Các chỗ để chai nước, cốc nước ở đây. Nói chung là ngồi một cái mẫu xe hạng D như Camry rất là rộng rãi, thoải mái các bạn ạ. Đặc biệt là với cái màu kem này thì nó rất là phổ thông, nhiều người thích cái màu kem này lắm. Xem một chút cái phần động cơ nha các bạn nhé. Mày 2.0 còn là sạch sẽ. Một vạn 8 thì với một chiếc xe mà 2020 đăng ký một đời chủ thì các bạn thấy là nó gần như là không thấm vào đâu cả. Một vạn 8 thì gần như là nếu mà chạy 2 năm thì mỗi ngày chạy cỡ vài chục cây. Đấy. Không gian bên trong rất là sạch sẽ, thoải mái, đẹp, sạch. Đấy. Như này nên đường gân keo chỉ ở phía đằng trước này là còn một các bạn. Con này thì còn hạn đăng kiểm tới tháng 9 năm 2022. Rồi, vừa nãy thì mình đã giới thiệu tới các bạn chiếc Toyota Camry phiên bản 2020. Đây cũng là một chiếc 2.0G 2020. Nhưng mà con này thì cũng đã chạy được 1 vạn 8 cây. Đấy, xe biển Sài Gòn còn rất mới, hạn đăng kiểm tới tháng 2 năm 2023. Đấy, với hai chiếc Camry 2.0G mà mình đang có ở tại showroom thì nó sẽ dao động mỗi xe khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu đồng. Nếu như các bạn có cái nhu cầu quan tâm thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại hotline mình đặt bên trên màn hình. Con này thì mình đánh giá là nó cũng giống như con kia thôi, tương đương về chất lượng tất cả mọi thứ. Với các dòng xe Camry này thì các bạn có thể là thoải mái vào hãng check tất cả mọi thứ, thông số kỹ thuật của xe. 2.0G nhé. Bên sau mặt hôm đẹp chưa. Người chủ sở hữu còn bọc luôn cả chìa khóa này. Cẩn thận chưa, đẹp. Đấy, con này cũng vậy thôi, nội thất kem này cũng giống như con kia. Đấy, cũng giống như con kia thôi. Mình đang có hai con Camry 2.0G nhá, 2020 biển miền Nam, một con biển Sài Gòn, một con biển Đồng Nai. Đó, nếu như quý vị các bạn có cái nhu cầu và quan tâm tới hai em Camry này thì vui lòng liên hệ số điện thoại hotline mình đặt bên trên màn hình nhá. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.